Em đang tiến lại tới cái gặp cua tiếp theo đây cả nhà. Wow, cháy 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 cháy. Ô, cái cảng cua em ơi. Thế nào? Ê, ê, Trời ê, ê. ơi, cái Đó cây cua. đấy. Ê, dở dở ngọc, dở ngọc. Ngọc thì ở kinh thấy luôn. À, dạo dạo con. Ơi. Thấy lên đến Ơi ơi, đúng là bàn đó tay là ngọc chưa bàn có tay cây ngà. cua. Đúng là bàn tay ngọc bàn tay ngà, Ngọc ơi. Rồi để gì luôn đi. Sao cảm giác con thế nào? Con nói với Dương Tư nghe cái Ngọc. Trời ơi, tay dẹt đi Khi không? mà nè nè, Dương để Dương Tư phỏng vấn ngay, khi mà con vợ dính con cua khổng lồ gì, cảm giác con thế nào hả Ngọc? Khoái khoái phải không? Chạy nước miếng, chạy nước miếng không? Chào Ui. cô quá, chào con cua. Ui, làm ăn Chị cua cả nhà ơi. mua hay gì? Chào cả nhà nha. Sáng nay em cùng bà xã em với cháu vợ em trên Vĩnh Long xuống đó cả nhà. Đây cũng là lần đầu cháu vợ em đi trải nghiệm cùng vợ chồng em đi xem cái cách mà người dân Cà Mau mình bắt cua tôm như thế nào nha. Đầu video thì cũng cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến cả nhà. Luôn luôn được dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống cũng như trong công việc nha. Mời cả nhà cùng xem cùng theo dõi em thu hoạch và bắt được những gì nha. Giờ bà xã em bơi tới cái lúa đây cả nhà. Cái lúa này mình kêu bằng cái lúa 12 cửa ngục nha. Có những nơi thì kêu bằng cái lúa bắt quái cũng đúng, mà kêu bằng cái lúa ship cũng đúng nha cả nhà. Đây thế nào đây, Im ghê vậy kìa. im ghê gì cả Rồi, được con ẻm một đây. được con ẻm một hả Con ẻm một à. Sao Ai cho chứ quá vậy ta? hay là tại chở Ngọc đi đó em ơi. Sao con thấy cảnh này mê không Ngọc? Con còn không mê à? Đúng rồi, con chưa mê. Con à cả nhà ơi. Con à cả nhà ơi, đồ này bây giờ dở bỏ vô đi, dở tiếp đồ kia em. Cái lúc gọi cháy luôn, con cháy luôn rồi. Xong luôn rồi. Cái lúc này thì em chỉ bắt những con tôm lớn thôi nha cả nhà. Tôm nhỏ thì em thả lên nuôi nha. Im ghê thế nào đây? À, chớp quất, một cái đầu tiên chớp Là quất chị Ngọc. ta. Chở Ngọc Ô, theo nè. chở Ngọc đi với này, chớp quất này Ngọc ơi. Đây cái luống này mình dở không dính thì mình đặt lại nha cả nhà. Đây cũng là cái cách của người dân miền Tây mình cách bắt cua tôm nha. Cũng đó là cũng một cái thu nhập hàng ngày đấy cả nhà. Rồi mình đặt lại rồi mình bơi cái tiếp theo nha. Đây cái phong cảnh ở buổi sáng quê em đây cả nhà. Bữa nay thì cũng hết nước sổ nên cũng tôm cua nó cũng ít chạy nha cả nhà. Ồ, chết quất. Ok, dở cái lờ đó. Đâu em dở lên đây. Cái lờ đó chết quất cả nhà. Lờ đó em dùng để bắt cua nha. Thì dù hôm nay em chồng cùng cháu vợ em đi trải nghiệm cái cách bắt cua ở miền Tây, dù dính ít hay dính nhiều thì mong cả nhà xem video cũng vui vẻ nhé. Cả nhà vô xem thì cũng nhớ ủng hộ cho em một like và một đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà, để em có thêm cái động lực đăng lên nhiều cái video hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha. Đây tới cái lú tiếp theo đây cả nhà. Ơi chết quá. Chắc có lẽ bữa nay em quay cho cả nhà xem phong cảnh luôn rồi. Nay chị với chàng. Tại vì cái cảnh những chủ vuông ở miền Tây thì mình làm vuông thì hầu như một tháng nó có hai nước sổ nha cả nhà. Một con nước gầm và một con nước 30 nha. Biết đầu đầu này gì? Những cái ngày đó thì tôm cua nó chạy rất là nhiều nha cả nhà. Còn ngày bình thường thì hết nước thì tôm nó ít chạy nha. Được Ồ, không? hả? Đừng Đừng con con em, cũng vớt vát đừng cái quay cho cả nhà xem. Nè, đừng con Ồ. nè. Được một con số. Số bự không em? Nằm đâu rồi? Hồi nãy xảy con rồi phải không? Này xảy con nữa gọi luôn. Được con số cả nhà. Đây cả nhà. Chế nước chưa? Lên. Rồi đặt lại. Sau khi mình dỡ lú xong thì mình đặt lại nha cả nhà. Em thì cũng mới làm kênh
thì em cũng rất mong cả nhà vô ủng hộ và góp ý để kênh em nó hoàn thiện hơn nha. Em xin chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bây giờ tới cái gặp cua tiếp theo đây cả nhà. Đâu, có phong thủy chưa? Ồ, chết quớt nữa cả nhà ơi. Dở quá, đặt lại luôn đi em. Trời ơi, kiểu này. Kiểu này chưa có cảm giác được gì hả Ngọc? Em cỡ quá ha. Quá, chở Ngọc đi xui quá mà. Con hơn lắm đấy chú bộ. Hả nào? Đây còn cái này thế nào đây? Không lẽ bữa nay xui dữ gì hả? Ở tắm rửa rồi. À, tiếp tục. Trời, anh nói em rồi, chở Ngọc đi theo mà. Ngọc hên lắm chứ bộ. Ngọc hên lắm chứ bộ hả? Đâu phải mà ai cũng trải nghiệm, muốn học nghề của Dương Tư đâu phải dễ đâu con. Xui quá à. Đầu kia làm sao em? Ô là mèn chứ quất luôn hả? Chứ quất đặt lại đi, em có mấy con nhỏ nhỏ thả luôn đi, để lại đi. Chắc đóng công sớm. Bữa nay chết rồi cả nhà, hết nước sổ rồi nha. Hôm nay chủ yếu là em quay cho cả nhà xem cái phong cảnh thôi nha. Còn hết nước sổ thì em cũng biết là cua tôm nó ít có chạy nha. Mong cả nhà xem video cũng hiểu và thông cảm cho em. Đây, em quay sơ qua cái phong cảnh buổi sáng ở quê em cho cả nhà xem nha. Phong cảnh ở quê ở miền Tây em đây cả nhà. Thì hầu như công việc làm vuông thì ngày nào em cũng đi thăm lú thăm lờ gì nha cả nhà. Trường hợp ngay con nước sổ thì em dính được nhiều hơn nha. À, bà xã em giải dính con cua rồi cả nhà ơi. Rồi, cua chà bá luôn. Em thả vô đi em. Thả vô trong vỏ đi. Em thả vô trong vỏ đi. Trời ơi, còn vớt vát được gì chứ không thôi sao mà mặt mũi nào mà lên kênh nữa em. Ôi, né vô Ngọc nha. Né. Hất nó vô em. Né vô vô con. Hất nó vô em ơi. Đây cả nhà. Cua chà bá lửa luôn cả nhà ơi. Đây. Cua chà bá lửa luôn nha. Chà. Kẹp vô. Đây, giỡn xong thì mình đặt lại nha cả nhà. Tự tin rồi đó. Bắt đầu có máu lên rồi đó. Có con cua là thấy con. Thăm lú thì chỉ có mới có một con tôm này nha. Đâu anh cua bỏ tới đâu hay không? Con ngồi xuống đi. Đây cả nhà. Dính được con cua chà bá lửa. Ê, con lưỡng thọc tay nó kẹp con một cái là no luôn á nha. Không có gỡ được đó. Ừ. Quá giang hồ. Đây cả nhà. Cua nhất quá trời bự luôn nha. Cái cặp càng của nó. Cặp càng khổng lồ luôn nha. Đây tới gặp cua tiếp theo đây cả nhà. Dở lên ngài em. Ôi trời. À được con cua con. Đâu? Để anh bò lên anh quay đây. Em bé nó xì. Đâu? Ô con cua nhỏ quá. Nhỏ quá ngay mình thả đi em. Dính con cua nữa cả nhà ơi. Con cua này nhỏ mình thả nha. Hăng không có mắc cỡ quá. Rồi mình thả con cua lại rồi mình móc. Móc lờ lại rồi mình đặt tiếp nha. Đây. Mình xả bơi tới cái lú tiếp theo đây cả nhà. Ê, thế nào đây? Rồi Ngọc ơi. Ngọc ơi. Đúng bữa nay chở Ngọc theo em ơi. Kéo lần qua bên kia thế nào em? Kỳ quá, kỳ. Rồi Ngọc ơi. Sao con xui dữ vậy? Sao con xui dữ ha. Cho đi trải nghiệm mà dính này. Con
Bé con đi ngay nước sổ thì con mới mê. Khà khà khà, anh sao quay qua đây anh coi coi. Có con nào đâu quay. Không có nào luôn hả? Không có nào đặt lại luôn đi em. Có. Được hai con. Ồ, được hai con bé tèo tèo luôn cả nhà ơi. Tèo tèo. Đâu, em dở lên này. Nè. Đây, anh có thấy đâu? Nè, thấy không? Ồ, hai xuống. Con bắt được không? Bắt được con. Ừ, bắt bỏ rồi chưa? Ngồi quay mặt qua đây nè. Đừng con. Có. Có hai con mà cũng muốn ra. Có hai con mà cũng muốn ra nữa là sao đây? À. Hai em sung quá. Còn con đó thả luôn đi em. Còn con kia xuống kia nó nhỏ thả lại mình đặt lại tiếp anh nhà ơi. Đây, giờ em đang tiến lại tới cái gặp cua tiếp theo đây cả nhà. Wow, cháy. Ô cái cảng cua em ơi. Ê, cái cua. Ê, dở ngọc. Dạo con. Ơi. Trời ơi, đúng là bàn tay ngọc bàn tay ngà. Đúng là bàn tay ngọc bàn tay ngà ngọc ơi. Để gì luôn đi. Sao cảm giác con thế nào con nói với Dương Tư nghe cái ngọc. Trời ơi, khi mà nè, Dương để Dương Tư phỏng vấn ngay khi mà con vợ dính con cua khổng lồ gì cảm giác con thế nào hả Ngọc? Khoái phải không? Chạy nước miếng không? Dạ, quá trời. Ui làm ăn cua cả nhà ơi. Dính cái me hay gì đó Ngọc ơi. Dính cái me. Dính cái me hay vậy? Dính me đó, để lại lại đi. Ê để Dương Tư gỡ cho. Nó nhả cái nó thành ăn cua 50. Quá trời. Quá trời cua cả nhà ơi. Còn kia Dương Tư có máu. Còn ở đây nữa hả? Có máu lên này cả nhà ơi. Giờ đặt lại. Rồi con được con gài lại con đặt lại đi. Sao? Mai mốt có đi trải nghiệm cùng Dương Tư nữa không con? Đi nữa ha. Rồi con đặt lại cái là đi. Rồi con thả đại xuống nước là được rồi. Đúng rồi. Con đặt vậy là dính rồi đó. Có cua là nó vô. Đây, em về cho cả nhà xem con cua. Cua khổng lồ đi cả nhà. Đây. Hết biết con cua lớn nha. Con cua này kêu bằng con cua y nhất cái cả nhà. Trời. Đưa càng lên nó chuẩn bị nó chơi em luôn đó nha. Sáng mà được cơ chừng chục con này là ấm lắm rồi nha. Trời ơi, chục con là hết cực ấy. Tới đây cái gặp cua nữa đây cả nhà. Cái này sẽ ra sao? Cái này không biết sẽ ra sao đây. Thử bàn tay ngọc, bàn tay ngà với bàn tay cô Tư đây. Ngọc hơn đó Ngọc. Dễ hay Ngọc? Ê, Ngọc ơi. Chết quớt Ngọc ơi. Trời ơi. Mới dính được con cua bự rồi khoái. Cái tiếp theo thì chết quớt hả? Dám thọc ra cái gì? Ê nó kẹp con đó nha. Kẹp một cái là gãy ngón tay luôn. Kẹp là gãy ngón tay luôn á. Cái cua hai cái cạc nó không có nhả ra đâu. Cái cây đó nó giật phải không? Đâu em dở lên đây. Quá cái cây nó nhúc nhích. Chắc có lẽ ăn cua gần kình giống đó. Cua chà bá nè. Hay là vô con cá sấu không chừng nè. Vô con cá sấu là nó giặt lúc dữ chơi lắm á. Ủa? Sao mà nãy nhớ giặt lắm mà hả? Quê quá. Hình như cái này Dương Tư thấy cô Tư giặt cái lúc nào phải. Chắc vậy quá Dương Tư. Chắc vậy phải không? Giật lia chứ mà ta. Cả đâu có kỹ tôm. Giật lia coi chừng nó dồn lại đầu kia đấy mày. Sao dở lại nè, dở còn cây đó. Có gì không em? Không, có gì hết. Ừ, có không? Không. Rồi, chết quá cài đặt lại đi em ơi. Này quá khe thơ mà có hồi chết quá cài. Đây, em quay cho cả nhà xem cảnh cháu gái em trải nghiệm bắt cua đây cả nhà. Đây Ngọc, con ngước mặt lên Ngọc. Ê, sợ không? Trời. Mới cầm cua biển lần đầu tiên. Chúc Dương Tư cho con cầm hai con lượt luôn. Ồ, dính được hai con xứng đáng. Phải không? Khoái, tự hào phải không? Rồi, để con xuống đây con chút bắt con kia nữa. Đây giờ tới cái lú này kêu bằng cái lú đuôi chuột nha cả nhà. Thế nào đây? Lú đuôi chuột này thì em bắt dạng lú thưa nha cả nhà, bắt những con sú lớn thôi nha.
bắt cua, bắt cá. Còn những con tôm nhỏ thì tự động nó lọt lú ra nha. Ê, em giả lên em. Vớt vát được con tôm đó nhà ơi. Cũng vớt vát được ha. Này gì hết nước sổ rồi nên mình đâu có, nó đâu chạy nữa. Đặt chủ yếu cho Ngọc nó đi trải nghiệm cái cách bắt, để mơi mốt nó biết thôi mà. Ờ thả luôn nè. Rồi vậy mình đặt lại. Giờ buổi sáng nay em thăm lú tới đây là đã xong rồi nha cả nhà. Đây bà xã cười lên cái, bà xã ơi. Đây cháu vợ không cười lên, nhìn mặt buồn xiêu vậy. Buồn xoa vậy. Dạ tại có con cô hơi buồn. Hai con con. Hai con nhưng con dễ dính được con. Đây cả nhà xem. Kết quả thu hoạch buổi sáng thì em được hai con cua nha. Hai con cua này cũng xứng đáng nha cả nhà. Rồi tôm thì chỉ có hai con nha. Giờ hôm nay video em quay cho cả nhà xem tới đây nha. Em cũng xin chân thành cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Giờ cả gia đình em cùng hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nha. Chào cả nhà nha. Chào cả nhà nha.